không ngủ được nữa, rồi rất là mệt mỏi luôn, bây giờ giống như đứt hơi luôn vậy đó. Đến cái đó là gọi, tôi gọi là xuất huyết não. Khi bà ngoại biết được bà ngoại bị tai biến thì trong quá trình di chuyển mất thời gian đó, rồi tốn kém, rồi người nhà là phải đi rất là nhiều người, 3-4 người, lúc đó coi như bà ngoại tai biến nữa rồi, là không có đi đứng gì được hết á, phải là bươn bê đó, rồi không ngủ được nữa, rồi rất là mệt mỏi luôn, bây giờ giống như đứt hơi luôn vậy đó. Đến cái đó là gọi, tôi gọi là xuất huyết não. Thì ở đây á, mình cứ ở nhà có cái máy nước kiềm rồi, cứ mỗi lần đi xuống bệnh viện lấy chục bệnh mang số, lấy chục bệnh mang xuống cái bệnh viện đó nuôi bà ngoại cho bà ngoại uống. Thì bà ngoại cũng nghe lời mình uống thôi đó. Thì khi mà di chuyển bệnh viện từ bệnh viện này qua bệnh viện kia, rồi tìm về thuốc, rồi đi bệnh viện ngoài, bệnh viện tư nữa, khi mà nằm ở trong các bệnh viện nhà nước á, thì biết kết quả như vậy nhưng nó không khắc phục. Rồi khi cho xuất viện về thì bà ngoại cũng đâu có ngủ được đâu, tay chân cũng đâu có dở lên, thì đi ra ngoài trị tư đó. Trị tư thì cũng vừa tốn tiền vừa uống thuốc phối hợp, tại vì cái tai biến này không thể nào mà gọi là sử dụng thuốc, bỏ thuốc tây mà vừa sử dụng cái máy lọc nước không, nói chung là hoàn toàn không đúng, mà phải phối hợp vừa uống thuốc đông tây y, vừa uống thuốc, vừa dùng cái máy nước khi ông kiềm của mình đó để giúp cho bà ngoại tăng hình như trước đó. Rồi sau cái nước sạch nước tốt này giúp cho bà ngoại, thì hôm nay 13 tháng ngoài sử dụng thì giờ bà ngoại nói là rất là tốt, nói chuyện cái tiếng nghe rõ đó, cái tai mặc dù nó nói như vậy này nhưng là nó đã khắc phục rất là nhiều đó. Thì bà ngoại cũng cảm nhận đây, cái nước giúp cho bà ngoại không có trào ngược bao tử nữa, không có ở chua liên tục đó. Rồi tim mạch là bình ổn đó, là cái tình huống bà ngoại. Hiện đây Liễu cũng chia sẻ với tất cả quý cô bác anh chị em, thì cái dòng sản phẩm máy tạo nước ion kiềm của Monoke đây là rất là tốt. Cô chú bác anh chị em thì mình yêu quý sức khỏe, mình phải quan tâm cái máy này. Đây là cái máy nó giúp rất ít cho mình đó. Thì cái máy này chẳng qua là giống như một cái trạm y tế trong gia đình, nó là một cái nguồn nước cơ thể cho mình. Ở nhà ai cũng phải, cơ thể người nào cũng phải dùng nước đó. Và đây là cái máy nó là tạo nước rất là tốt. Như vậy thì chủ khuyến khích là cô chú anh chị em đó, mình yêu quý sức khỏe thì mình quan tâm về cái máy nước của mình. Ok, dòng máy nước này tại tôi mau hồi phục sức khỏe, để sức khỏe tốt.